mình là một fan DC chân chính hay không? Bạn có tự tin là mình sẽ trả lời được hết tất cả các nhân vật ở trong DC chỉ bằng hình ảnh của họ hay không? Nếu như mà bạn tự tin, hãy cùng tham gia với WeChat ngày hôm nay nhé. Trả lời đúng, hãy tự thưởng cho mình một cái kẹo. Còn nếu trả lời sai, thì ra ngoài chợ mua khoảng 10.000 một cái búa, tự đập vào đầu mình nhé. Let's go! Đây là Superman ạ. Chính xác ạ, hình ảnh số 2. Thế nhưng mà rất là quen thuộc. Em không biết. Gợi ý thì đây sẽ là một trợ thủ của Batman. Em không biết. Chữ cái đầu tiên là chữ R. R. Romeo. Không, Romeo là của William Shakespeare rồi. R. Em không biết. Robin. Rồi. Yeah. Ôi thật à? Cái thứ ba. Là ai đấy? Gợi ý thì đây là một người lấy sức mạnh từ áo giáp bọ hung công nghệ cao. Người kiến à? Cái gì giáp anh nói? Bọ hung công nghệ cao mà sợ người kiến. Bọ hung tiếng Anh là gì nhỉ? Em không biết. Bỏ qua hả? Vậy đó là Blue Beetle nha. Tiếp theo này. Biết vào đuôi cái này biết. Đây là bạn gái của Batman. Bạn gái của Batman. Con mèo Cat. Catwoman. Đúng rồi. Oh yeah. Rồi tiếp theo. Cinderella. Cinderella. Đây là một nhân vật phản diện phù thủy thủa xa xưa. Phù thủy. Phù thủy. Xuất hiện trong phim nào? Phim Suicide Squad. Phim nào vậy? Biết bỏ qua. Đây là Enchantress nha. Tiếp tục này. Người cuối cùng. Đây là quả. Nhưng mà cái này ông trông giống. Người này đến từ phim Man of Steel. Không biết, bỏ qua luôn. Rồi. Đó. Hết rồi, hết gói của em rồi. Gói số 3, người đầu tiên. Người này là The Flash ạ. Đây nhân vật đầu tiên ạ. Flash. Đúng rồi ạ. Người số 2 ạ. Người này có gợi ý không? Cái thứ 2 ạ. Không biết. Đây là một người sử dụng sức mạnh ý chí nha. Bắt đầu bằng chữ G nha. Có hai cụm từ gặp lại. Green Lantern. Yes. Tiếp ạ. Aquaman à? Không. Con gái mà trời. Robin Aquaman à? Không. Đây là công chúa của vương quốc Atlantis nha. Next one. Vợ của Aquaman. Đúng rồi, nhưng chị cần một cái tên. Bắt đầu bằng chữ M ạ. Marino. Không. Hơi no, next girl à, next dạ đây là Mera. Tiếp ạ. Này Ben 10 à? Không. Đây là một nhân vật trong phim Teen Titan. Thôi tôi không biết rồi, em có ngày ở trong đây là một người trong Teen Titan. Công chúa của hành tinh Tamaran. Bắt đầu bằng chữ S nha. Sinestra. Không. Bạn có xem Teen Titan không? Con tóc hồng quá. Starfire. Starfire, yes. Mình biết rồi, Starfire. Rồi. Ai còn không? À, con không biết. Đây là một người đến từ phim Black Adam. Sức mạnh là bậc thầy ma thuật. Chữ cái đầu là chữ F. Nhưng mà sẽ còn kèm theo một cụm từ viết tắt ở đằng trước. Em không biết. Đây là Dr. Fate. Người cuối cùng ạ. Người đến từ phim Suicide Squad. Chuyện gì đây?
Nhìn giống một đứa của mình nhưng mà ngoài. Bắt đầu bằng chữ K. Kira. Không. À, Katana. Chính xác ạ. Nhân vật đầu tiên ạ. Flash ạ. Chưa phải ạ. Đúng không ạ? Đúng mà. Không phải ạ, đây là một người trong phim Shazam. Đúng là Flash mà. Flash trong phim Shazam á? Flash trong phim Shazam, ủa? Không biết. Đây là Shazam ạ. Trong phim Shazam, nhân vật chính Shazam đó. Chả biết Shazam phim gì mẹ ơi. Người thứ hai ạ. Cái này rất dễ này. Wonder Woman ạ. Đúng rồi ạ. Thứ ba ạ. Tiếp theo ạ. Joker. Chính xác ạ. Tiếp nữa. Thôi chịu đấy. Gợi ý đi, gợi ý. Đây là một thành viên của Teen Titan ạ. Biết phim Teen Titan không? À. Teen Titan. Có Robin Starfire. À, cái đấy ạ. Ừ, Robin Starfire. Cái ông màu xanh xanh mà. Cái mà. Ông Beast Boy. Chính xác ạ. Đây ạ, xin mời ạ. À, cái ông người, cái ông người sắt gì trong... Đây là một nhân vật phản diện. Là một tiến sĩ từng làm việc tại công ty sản xuất tia đông lạnh. Chịu ạ. Đây là Mr. Freeze. Tiếp theo ạ, nhân vật cuối cùng ạ. Đây là một nhân vật phản diện ạ. Cắm hai cái sừng đầu luôn. Hai cái sừng liên tưởng đến cái gì ạ? Con gì ạ? Ngoài con chợ. Demon. Không phải ạ. Bắt đầu bằng chữ A nha. Kết quả là Aris ạ. Liên quan à, không phải đúng. Cái sừng nó. Vậy là các bạn đã xuất sắc trả lời được 1/2, 3/6. Đơn giản không? Người đầu tiên Batman. Đúng rồi. Người thứ hai. Mình thông minh á. Cyborg. Yes. Người thứ ba này. Green Lantern. Một doanh nhân tỷ phú, chủ sở hữu của tập đoàn Queen. Một nhân vật nổi tiếng tại nơi mà anh sinh sống. Và đến từ phim Arrow. Elon Musk à? Tiếp là. Tiếp tục này. Ant-Man. Ôi trời ơi. Ê sao nhìn giống cái ông Cyborg lúc nãy nhỉ? Đây là một nhân vật phản diện nha. Đến từ phim Suicide Squad. À, Suicide Squad. Tao quên tên rồi. Quên rồi. Sức mạnh là xạ thủ vô địch và bách phát bách trúng. Em quên tên ông này đây. Đó là Deadshot. Tiếp theo này. Ant-Man. No, it's not. Đây là một nhân vật phản diện ở trong Aquaman. Aquaman thì thôi chịu rồi. Lava Man. Thì Aqua với cả Lava hai thứ đối lập nhau mà. Đây là một cướp biển đánh thuê và ngáng đường Aquaman bằng bộ đồ công nghệ cao bắn tia laser. Pass. It's Black Manta. Oh, Black Manta. Last one. It is hard. Có phải là cái ông diễn Iron Man gì không? What? Đây là một nhân vật phản diện nha. Bọn em không xem phim DC, không biết. Đây là một người thầy và là kẻ thù của Batman. Ok, vậy thì cái này chị cũng có nhận là khó thật. Ra's al Ghul. I have no idea what it is. Nó là một Ra's đã khám phá ra sức mạnh của siêu chiêu thức Lazarus Pit, có thể chữa lành mọi vết thương dù có sâu đến mấy và để kéo dài sự sống. Vậy các bạn có trả lời được hết tất cả hay không? Những nhân vật đấy, có nhân vật rất là dễ nhưng lại có nhân vật rất là khó, đúng không nào? Tuy nhiên thì có như thế nào thì họ cũng chỉ là anh hùng ở trong màn ảnh mà thôi và trong trí tưởng tượng của những người viết ra. Còn anh hùng ngoài đời thật thì chính là những người luôn luôn ở bên cạnh và chăm sóc chúng ta. Như là các chú công an luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta cần, những bố mẹ luôn sẵn sàng để giúp đỡ yêu thương chúng mình chẳng hạn. Nên là mọi người hãy biết rằng là nên đối xử tốt với những anh hùng nào nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.